Đấy nhỉ. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu chung kết dành cho bên phía đội bạn. Và chúng ta lại úm ba la thôi. Bên phía đội bạn sẽ lại là Kata, Choson và Grick. Cùng lắm thì bên họ chỉ được cái con Baby là cùng. Và còn bên mình thì lại là Siang, Asia và Per. Pan nữa là hợp lý. Pania là hợp lý nhỉ. Và anh em nào không có rẻ không xem thì thôi anh ra luôn đi anh Zemic ơi, Mạnh Zemic ơi. Em gọi tên anh lên để cho anh nổi tiếng. Và anh không, anh bảo là không có rẻ không xem thì anh có thể ra ngoài, anh làm gì mà anh phải vào đây comment làm cái gì nhỉ? Mạnh Zemic. Không có rẻ không xem thì anh có thể ra ngoài. Bình luận viên mới tên gì đó, em tên là JB, em đã gắn tên của mình ở bên trên rồi. Xin hỏi Game TV có trường IS đánh khá hay. Như vậy là Mạnh Hào báo về là trường IS đang đánh cho Nghệ An rồi anh em. Hôm qua em không đánh với anh nhé. Vâng. Trận thi đấu tiếp theo nào. Chung kết. Vâng, bên quân mình Choson, Grick mồm thối rồi. Bên họ là Pan và Kata. Vâng, Hào cầm xin lỗi anh em. Vâng, yểm bùa ngược. Ông Mạnh Hào cầm Choson và anh Huy cầm Grick. Nói chung là vẫn đánh thoải mái mà. Bên họ chỉ là Pan và Kata thôi. Tễu cầm Kata. Còn Xuân Thứ này cầm Pan. Nói chung là vẫn đánh bình thường. Mình có phủ mà. Mình có cả Y nữa. Chơi thoải mái. Phán con lô đi. Hôm nay em sẽ phán con lô. Hôm nay em sẽ phán con lô là con 35. Bùa này hay đấy dây. Bùa này phải mắc binh. Anh em có thể thấy em yểm bùa từ cái lúc C1 đến giờ không? À quên chỉnh tỷ số này 2-0 rồi cơ mà. 2-0 rồi mà không chỉnh lại quên đấy. Một lát nữa bên họ lại ấy chết nhỉ, bên họ lại cãi chết. Mình 2-0 rồi. Rồi lắm sư tử vậy nhỉ. Màn hình máy có Mạnh Hào thôi, qua màn hình máy của ông Anh Huy đi. Vâng, thời điểm đầu thì ngồi nói chuyện mọi người cho nó hấp dẫn thôi. Điểm bùa bài đẹp cân hết, tất nhiên rồi. Bên mình mặc định là bài đẹp rồi. Làm sao mà bài xấu được. Em báo con tôi báo con 35 mà các ông một tất tay con 53 thì tôi chịu rồi. Ông nào hôm nay không theo tôi thì chịu nhá, chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm với bản thân mình và gia đình và xã hội nữa. 2-0 rồi. 35 anh em vào bờ đánh lộn 53. Và hôm nay mà các ông nào mà ngược tôi trái tôi là chết hết. Tôi tin tôi đi. Không đánh con 35 thì hôm nay các ông đánh 53 nó về 52. Và em chào anh Vô Tình nhá, chào tất cả mọi người. Còn hấp dẫn ngay không ạ? Mạnh Hào hôm nay có yểm bùa cái đánh nó tốt ngay không? Bùa này hay đấy. Phải gọi là mắc binh, bình luận hơi căng nhỉ. Và thông tin báo về thì là bài của Mạnh Hào đang là được. Bài đẹp là toàn dừng à. Báo về là cả hai nhà đều là bài được chứ không phải bài xấu đâu. Bên họ mà bài xấu là mắc binh rồi. Anh Huy có thêm một bài hiệu nữa, không biết là có quản chưa. Vượt khó nào hai em, tất nhiên là phải vượt khó. Mình đang chơi thế thắng mà. Mình đang chơi thế thắng thì mình phải làm những cái gì đấy nó phải gọi là mắc binh thật sự. Đấy là mà anh Huy có thêm một bài quả nữa rồi này. Vậy là bài anh Huy được đấy nha. Ông Mạnh Hào đang báo cái gì à? Ôi, bây giờ đấy sẽ làm một cái bài mà anh Huy phải gọi là mắc binh cơ, không phải là bài được nữa. Vâng, voi về này. Có hiêu gần quả này. Hiêu đầu lùa về là bầy hiêu 4 con nhưng mới chỉ lùa 3 thôi. Lùa nốt con hiêu kia về là bầy hiêu 4. Vâng, bài Mạnh Hào anh nghe cho anh em thấy này. Đây, hiêu về 3 voi là hình như là có thêm cả quả phụ. Mắc binh nhỉ. Vâng, thông tin máu về là rũ trộm Y của Pan thôi. Đây gặp Tễu này. Ông Tễu này cầm Kata. Ông bài kích đời 23 dân không sớm lắm. Đồ lùa về là không sớm nữa. Đồ lùa về sớm hơn thì nó sẽ là bài mắc binh hơn. Còn một bài hiêu nữa khả năng sẽ là ăn tranh. Bài thấy không, 4 voi về nhà. Ông hiêu đầu là bài hiêu hình như là 6 con. Có bị lùa mất một con thì còn 5. quả đầu ăn hơi muộn. Đấy, nói chung là kick ở cuối thì nó cũng cuối 7 nó cũng là hợp lý thôi. Cắt thêm dân ra để ăn chanh bãi quả này màu một Tễu. Một Tễu ăn chanh bãi quả này và đang ăn thêm hiêu thì không phải là một bài mà Tễu sẽ lên đời sớm đâu. Bài Tễu cũng là được thôi. Thông tin báo về là bài pan được đấy. Bài pan lên đời như kia thì khả năng sẽ phải kích tầm khoảng 930. Vâng, đang thiết kế để có thể bo bế nhà, phải đâm được y nhá. Ban lên đời đã là lên đời rồi. Nhưng mà ông mùa 1 này Tễu này còn lâu. Ông mùa 1 này đến ngày kia mới lên đời được. Hello anh em. Vâng, Ý Lộn Yên Khánh chào ra viện, em chào anh rất nhiều. Làm thế nào để nghe đi như vậy, để giọng nghe đi như vậy. Vâng, em thì giọng nào em cũng nói được. Thậm chí bây giờ anh em bảo em giả giọng nữ em còn đang nói được cơ mà. Cái nghề của mình thì mình phải như vậy thôi. Nghề mình thì mình phải làm được nhiều thứ. Vâng, em nói giọng nữ ra bây giờ thì anh em khó nghe lắm. Ba miền Bắc Trung Nam rồi, giọng nữ, giọng nam, rồi giọng nhái, giọng là em nhái được hết. Tối nay Chim Sẻ có chơi ở Game TV không anh em? Cái này em không biết rồi. Nhưng lúm rúm Bắc Giang giờ còn game thủ nào top 1 không vậy? Bắc Giang thì em không để ý. Bình luận viên chào mẹ cái đi, hoành trà anh Lâm Cu Lê. Các em đánh rất tiến bộ, cố lên. Thôi bình luận luôn giọng nữ thế này là anh em khó nghe, anh em lại chửi chết nha. Bài cũng đã lên đời, bạn đã bầu có giò rồi, một trong khi đó thì chưa. Một đang bò nhà, trong nhà một là khung đấy nhá. Bài một đang là một bài khung. Bên mình chỉ là cho son và Grick thôi. Anh Huy trong khi đó thì không biết đang làm gì. Anh Huy đang làm một bài 26, đang bị giò của màu 3 chọc vào. Hình như là con giò của anh Huy là con giò Omo. Giò của anh Huy chỉ là giò Omo thôi. Hôm màu 3 đã bắt đầu có lạc đà đến đây. Bài pan quá khỏe. Quá khỏe so với quy định của chúng tôi. Vâng, chúng tôi không cho phép ông màu 3 cầm pan lên đời sớm như thế này. Vâng, đây là một cái sai lầm của công ty và mong anh em thông cảm, và chúng tôi sẽ sửa đổi trong thời gian sắp tới. Vâng, con giỏ các lạc đà công giáp đầy đủ. Con lạc đà công giáp đầy đủ đang mất dần tham rồi. Đang mất dần tham rồi, bây giờ căn bản là phải đâm được y vào nhà của pan đã. Bây giờ phải ăn được nhà của pan đã thì chúng ta mới có cửa để chơi. Đấy, bây giờ thì mất tham rồi, tham 14 rồi, 40 thôi không sao cả, đang hùng hổ. Vâng, tiện thấy tham nó tụt xuống cái em lại cảm giác lỗi tất cả nó là tại em. Vâng, đang ôm bom, mang dân sang ôm bom phù con giò cái đi anh. Đừng để nó chọc mất con phù. Đừng để nó chọc mất con phù. Anh Huy thì có bánh xe rồi. Nhưng ở bên trong thì ở phía trong thì Tễu, Kata cũng đã bắt đầu có phù rồi. Một bài ôm bom, 3 phù. Một bài ôm bom 3 phù này dành cho Mạnh Hào. Vâng, từ từ thôi, bình tĩnh. Căn bản là tham nó bị đè khi anh Huy lên đời muộn và mất tham với tầm khoảng 2 con lạc đá, một con giò của pan. Không biết là ông anh Huy đang xây được thêm một nhà y nào nữa chưa? Không, chỉ là bài 1 y thôi, 1 y chảy. Bị phát hiện rồi. Có phù. Có phù bên trong đánh chắc chảy thế nhỉ? Ông tham chỉ còn 15 thôi, có cả cung giò nữa. Mạnh Hào phải chơi được vào nhà của một, phải đưa về cái thế là 1 vs 1 cơ. Thế solo thì mới chơi được. Và kìa phù kìa, cứ phù được con nào thì cứ mang dân mà đập thôi. Phù được cái là mang dân đập luôn dân của họ, ăn vàng luôn đi anh. Đấy, mang dân ra để có thể đập vào những con phù của Mạnh Hào. Thời điểm hiện tại thì Mạnh Hào chưa có bánh xe. Mới được kích chưa anh? Kích bánh xe, vừa có bánh xe thôi. Ôm dân ra đây. Và khả năng thì thôi chúng ta di sai trận đấu này thôi. Tỷ số là 2-1. Nói chung là đang rất hùng hổ. Nhưng mà cảm thấy mà pan lên đời sớm quá là em cũng không biết nói gì nữa. Và tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu thứ hai. Chúng ta vẫn đang có lợi thế dẫn trước một trận.